Lý Á Bằng đau buồn vì con gái mắc bệnh tan máu bẩm sinh. Con gái hơn 1 tuổi của Lý Á Bằng và Hải Hà Kim Hỷ mắc bệnh tan máu bẩm sinh. Mắt và khả năng đi lại của cô bé đều hạn chế. Ngày 4 tháng 7, Sohu đưa tin khi Hải Hà Kim Hỷ chia sẻ hình ảnh con gái Lý Hạ lên trang cá nhân, khán giả nhận thấy cô bé có thể trạng yếu. Trước đó, Hải Hà Kim Hỷ cho biết con gái mắc bệnh thalassemia, tan máu bẩm sinh. Tan máu bẩm sinh là bệnh thiếu máu, có thể dẫn đến chậm phát triển, mắt hoặc khả năng đi lại của em bé đều hạn chế. Hải Hà Kim Hỷ thừa nhận, cô từng mắc bệnh tan máu bẩm sinh và có khả năng di chuyển sang cho con. Trong video, Hải Hà Kim Hỷ cho biết, cô và chồng đã đưa con gái đi khám chữa bệnh tại nhiều nơi và hiện tại, việc điều trị vẫn diễn ra. Việc con gái thứ hai mắc bệnh hiếm gặp, ảnh hưởng tới khả năng phát triển trí tuệ khiến Lý Á Bằng rất đau lòng. Được biết, Lý Yên, con của Lý Á Bằng và Diva Vương Phi cũng bị dị tật bẩm sinh. Ngay từ khi Lý Yên còn nhỏ, Vương Phi đã chi tiền cho con phẫu thuật nhiều lần. Lý Á Bằng, sinh năm 1971, là ngôi sao làng giải trí hoa ngữ với nhiều phim như Anh Hùng Xạ Điêu, Tiếu Ngạo Giang Hồ. Anh từng hẹn hò với những gương mặt tên tuổi như người mẫu, diễn viên Kha Lam, Hù Dĩnh, diễn viên Châu Tấn, Vương Phi. Anh kết hôn với thiên hậu Vương Phi vào năm 2005 và ly hôn vào năm 2013, có một con gái chung hiện sống và học tập tại nước ngoài. Lý Á Bằng tái hôn với Hải Hà Kim Hỷ và đón con gái đầu lòng vào tháng 3 năm 2022. Họ vẫn chưa tổ chức hôn lễ. Hải Hà Kim Hỷ từng là diễn viên kiêm người mẫu. Người đẹp là bạn học của tài tử Ngụy Đại Huân, từng tham gia cuộc thi Hoa hậu du lịch thế giới Trung Quốc và giành giải Hoa hậu ảnh. Cô kém Lý Á Bằng 19 tuổi. Đầu năm 2023, Lý Á Bằng và người vợ hiện tại chuyển về nông thôn sinh sống. Nam diễn viên thừa nhận tình trạng nợ nần, không có khả năng bồi thường cho đối tác. Tháng 5 vừa rồi, anh bị phong tỏa tài sản, giới hạn chi tiêu vì vỡ nợ. Nam ca sĩ thừa nhận nợ hơn 65 triệu USD. Tài sản giá trị lớn như nhà cửa, xe cộ của anh đều đã bị tịch thu để bán đấu giá. Vợ và con gái thứ hai của anh đang sống tạm ở nhà thuê, lang bạt theo anh kiếm tiền. Tình hình tài chính của Lý Á Bằng rất khó khăn. Nam diễn viên phải chuyển sang livestream bán hàng. Mặt hàng anh đang tiêu thụ là trà Trung Quốc truyền thống. Nam diễn viên dự định thành lập xưởng sản xuất trà, khôi phục tình hình tài chính do kinh doanh bất động sản thua lỗ. Theo truyền thông Trung Quốc, việc con gái nhỏ bị bệnh khiến áp lực của Lý Á Bằng càng nặng nề. Bình Hoa, T.H.